Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh về việc gọi 133.000 thanh niên nhập ngũ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Cùng với sắc lệnh này, Tổng thống Putin cũng ra lệnh cho phép xuất ngũ đối với những binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan và trung sĩ đã hết hạn phục vụ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Sắc lệnh được công bố vào ngày 30 tháng 9 trên Cổng Thông tin Pháp lý của Nga. Theo sắc lệnh này, thì từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Nga thực hiện việc gọi nhập ngũ tham gia lực lượng vũ trang Liên bang Nga đối với các công dân Nga có độ tuổi từ 18 đến 30 không thuộc lực lượng dự bị với số lượng là 133.000 người. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Theo Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Tsvyazhsky, những thanh niên nhập ngũ đợt này sẽ không được điều động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở các vùng lãnh thổ mới của Nga. Thời hạn phục vụ quân sự theo lệnh gọi nhập ngũ sẽ vẫn không thay đổi, vẫn là 12 tháng. Việc gửi các tân binh từ các điểm tập kết được lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Cùng với sắc lệnh này, thì Tổng thống Putin cũng ra lệnh cho phép xuất ngũ đối với những binh sĩ, thủy thủ, hạ sĩ quan và trung sĩ đã hết hạn phục vụ theo lệnh gọi nghĩa vụ quân sự. Truyền thông Ukraine đã công bố bức ảnh vệ tinh cho thấy một số đám cháy xảy ra gần căn cứ không quân Milerovo của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo Defense Express ngày 29 tháng 9, máy bay không người lái tầm xa có thể đã tấn công căn cứ không quân Milerovo của Nga, nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km. Đặc biệt thì một đám cháy đã được phát hiện bởi hệ thống giám sát của NASA gần sân bay, nghi do cuộc tấn công gây ra. Liên quan đến vụ tấn công được cho là vào căn cứ không quân Milevoro, kênh Telegram Astra thân Nga đưa tin, hơn 20 máy bay không người lái đã tấn công căn cứ này, nhưng tất cả đều bị bắn hạ. Không có thông tin về thiệt hại và thương vong. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Nga hôm 29 tháng 9 cho biết, 18 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Rostov. 13 trong số chúng đã bị phá hủy ở quận Milevoski. Cùng ngày, thì thống đốc của vùng Rostov, ông Vasily Goluev, báo cáo, một vụ cháy rừng lớn đã bùng phát ở quận Militutsky thuộc vùng Rostov sau khi một máy bay không người lái bị rơi. Đám cháy đã lan rộng đến ít nhất 20 hectare. Các lực lượng và phương tiện đang huy động để dập tắt đám cháy. Thống đốc khẳng định không có nguy cơ đám cháy lan sang các khu định cư. Cũng trong ngày 29 tháng 9, thì Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào kho vũ khí ở Koruban, tỉnh Volgograd của Nga. Bộ Tổng tham mưu của lực lượng vũ trang Ukraine ngày 30 tháng 9 đã xác nhận về cuộc tấn công và cho biết vụ tập kích đã được lực lượng tái chiến đặc biệt, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng và cơ quan an ninh Ukraine thực hiện. Theo các nguồn dữ liệu quân sự, thì Trung đoàn Không quân tiêm kích số 31 thuộc Sư đoàn Không quân hỗn hợp số 1 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đóng tại căn cứ không quân Milevoro. Căn cứ này từng bị các lực lượng Ukraine tấn công nhiều lần. Cuộc tấn công gần đây nhất thì diễn ra vào tháng 7 năm 2024. Nga ngăn chặn các nỗ lực tiến công của Ukraine ở Kursk và gây ra tổn thất lớn cho đối thủ. Moscow giành quyền kiểm soát khu định cư Neliivka ở Donetsk. Theo TASS, thì trong ngày 30 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra báo cáo cập nhật về tình hình giao tranh ở Kursk. Trong vòng 24 giờ qua, thì quân đội Nga đã khiến Ukraine tổn thất 350 binh lính, 8 xe bọc thép, 4 hệ thống pháo binh và 1 trạm radar tại khu vực này. Trong ngày qua, thì quân đội Nga đã ngăn chặn 5 nỗ lực đột kích qua biên giới của đối thủ. Nhóm tác chiến phương Bắc tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine tại các quận Lyubimovka, Darino, Novipud, Nikolayevsko, Darino và Plekovo, vùng Kursk. Bên cạnh đó, thì các tiêm kích của chúng ta cũng tập kích thành công một cơ sở tập trung quân dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, thông báo của Nga cho biết. Cùng ngày, thì Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng đơn vị trực thăng Ka-52 của nước này đã bắn hạ nhiều binh lính và phương tiện của Ukraine ở biên giới. Ngoài ra, thì các UAV của Moscow cũng thành công phá hủy một trận địa pháo được Kiev ngụy trang ở Kursk. Tại mặt trận Donetsk, Nga đã giành quyền kiểm soát thêm làng Nelipivka, khu định cư nằm gần thị trấn New York, thành phố Toretsk. Theo Pravda, trong ngày 30 tháng 9, thì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã trả lời về việc liệu Ukraine có thể gia nhập liên minh quân sự này nếu một phần lãnh thổ của nước này vẫn bị kiểm soát bởi Nga?
chúng tôi vẫn nói rằng chính sách an ninh của NATO là phương án tốt nhất để đảm bảo hòa bình lâu dài và công bằng cho Ukraine. Việc Kiev có thể gia nhập khi vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ của mình hay không phụ thuộc hoàn toàn vào việc các thành viên NATO. Tuy vậy thì chúng ta cần có biện pháp để đảm bảo Nga không có hành động tương tự nào trong tương lai, ông Stoltenberg cho biết. Cũng theo Tổng thư ký NATO, các thành viên liên minh là người sẽ quyết định xem liệu điều 5 của NATO có thể được áp dụng tại một số khu vực ở Ukraine hay không. Tại thủ đô Kiev, báo động không kích được kích hoạt từ lúc 1 giờ sáng và kéo dài hơn 5 tiếng. Không quân Ukraine đã theo dõi tổng cộng 76 vật thể trên không. Theo tờ Kyiv Post, trong sáng sớm 30 tháng 9, quân đội Nga đã triển khai đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine và mục tiêu chính là thủ đô Kyiv. Nhiều quan chức địa phương, bao gồm người đứng đầu chính quyền quân sự Kyiv, Sergei Ponko, đã kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Không quân Ukraine tuyên bố đã theo dõi tổng cộng 76 vật thể trên không, bao gồm một tên lửa đạn đạo Iskander-M được Nga phóng từ bán đảo Crimea. Một tên lửa KH-59/69 phóng từ vùng Zaporizhia và một tên lửa chống radar X-31P phóng từ Biển Đen. 73 UAV tấn công Shahed phóng từ các khu vực Kursk, Yesk và Oryol của Nga. Kết quả là các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ được một tên lửa KH-59/69 và 67 UAV Shahed của Nga xuất hiện trên các khu vực Kiev, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Zhytomyr, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Mykolaiv. Vào khoảng 5 giờ theo giờ địa phương, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã báo cáo về công tác phòng thủ đang diễn ra tại thủ đô, và đặc biệt là ở quận Opilon. Vài giờ sau, ông cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống gần nhà dân ở quận Opilon và các cơ quan khẩn cấp đang làm việc. Tờ Kyiv Independent đưa tin chia sẻ trên Telegram. Ông Popko khẳng định tất cả UAV Nga đe dọa Kiev đã bị vô hiệu hóa. Và nói thêm, Nga đã triển khai tấn công bằng UAV vào Kiev từ nhiều hướng khác nhau. Trong quá trình lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn các UAV Nga, nhiều tiếng nổ lớn đã xuất hiện ở Kiev. Trong những tuần gần đây, thì Nga đã gia tăng triển khai cuộc tấn công bằng UAV vào Kiev. Điển hình là vào đêm 26 tháng 9, hơn 15 UAV Nga đã được phát hiện gần thủ đô Kiev, và khoảng 10 chiếc trong số này đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.